cho cái môi trường ở Việt Nam mình các bác, khí hậu nóng ẩm rất là cần thiết những cái tính lăng này. Đấy, rồi là sấy vô lăng này, hỗ trợ khởi hành này, xuống dốc này, rồi là cảnh báo đỗ này, cam 360 đây cũng có sấy ghế bên này này. Và cái đặc biệt cái tính năng của cái con xe này, nó sẽ có những cái tính năng như là giữ làn đường đây các bác này, giữ làn đường với lại cảnh báo va chạm phía trước các bác. Đây cái vút này, này. Đấy, cảnh báo va chạm phía trước là nó sẽ báo cho mình. Đấy, rất là hay. Và nó có cả phanh khi mà các bác đi nhé, các bác lùi nhé, nếu mà nó có chướng ngại vật ở phía sau kìa, có chướng ngại vật ở phía sau thì là cái con này nó sẽ tự động phanh luôn. Đấy, nó có những cái tính năng an toàn như thế là rất hữu dụng luôn. Ở đây thì nó có cả cái sạc không dây nữa các bác nhé. Con này có cả sạc không dây này, nó sạc không dây luôn. Đó. Và đây các bác có thể nhìn đây này, nó thiết kế theo cái ngôn ngữ rất là hiện đại. Đấy. Xe Hyundai. Đấy, nhưng mà lại được khoác trên mình những cái nút bấm điện tử này, như là kiểu như là những cái mẫu xe hạng sang vậy. Đấy, thì là rất là ok luôn. Và đặc biệt các bác nhé, này con xe này của em Khương thì nó là máy dầu các bác nhé, máy dầu bản full cao cấp nhất của Hyundai. Đấy. Máy dầu đây các bác này, loa thì loa Bose nhé, thế hệ loa cao cấp rồi các bác, thế hệ cao cấp rồi, xe rất mới các bác nhé, xe rất mới luôn. À, dạ vâng, em Hoàng Khương xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em. Đó, vâng, thì hôm nay em lại có một con hàng siêu lướt để cho các bác nhà mình đây. Đó, con này bác nào mua được thì lại rất là hợp lý luôn này các bác này. Con này lúc mới các bác lăn bánh các bác phải bỏ ra xít soát 1 tỷ mốt các bác mới lăn bánh được. Nhưng bây giờ khi các bác mua của em Khương thì em Khương sẽ để cho các bác nhà mình con này chưa tới 900 triệu các bác nhá. Và nó là bao nhiêu thì em vẫn mời các bác quan tâm đến chất lượng trước đi đã. Xong là giá cả thì nó có giá thị trường, em Khương không bán đắt cho các bác nhà đâu. Và đặc biệt là các bác mà đã theo dõi kênh của em Khương lâu thì sẽ biết là em bao giờ cũng để cái giá, bao giờ cũng để cái giá ưu đãi và hợp lý nhất cho các bác nhà mình. Đấy, đang theo dõi kênh và ủng hộ em Khương bao giờ cũng có cái mức giá rất là tốt, chứ không em không bao giờ em đọc cao hơn các chỗ khác, giá bao giờ của em rất là tốt hơn. Đó, vâng, thì xin giới thiệu với các bác con này của em, nó là Tucson phiên bản 2022, bản máy dầu nha các bác nhé, bản máy dầu. Và đặc biệt ở cái thế hệ máy mới này thì mặc dù máy dầu thật nhưng mà cái tiếng ồn của động cơ nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ chứ nó không to, nó chỉ gần như máy xăng thôi, và đi lại rất là êm, rất là ngọt. Đấy. Và cái con Tucson mới này, Tucson mới này về cái khoảng chiều dài của nó cũng dài hơn thế hệ cũ, nó dài gần bằng cái con Santa Fe đấy ạ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy chiều dài này, nhìn nó rất là dài chứ nó không ngắn như là cái thế hệ cũ đâu. Thế hệ mới này nhìn nó rất là đẹp rồi. Và con máy dầu này của em nó là bản đắt nhất của Hyundai Tucson rồi các bác nhé, nó là bản đắt nhất của Hyundai Tucson luôn. Đó, đây các bác này. Bác nào mà đang định mua xe mới thì tội gì, các bác mua con xe này thì khấu hao của các bác lại cũng rất là nhiều rồi, khấu hao hết rồi, bác chủ trước bác khấu hao hết cho bác rồi. Đấy, các bác mua con này thì đỡ được kha khá tiền, đâu đó cũng phải tầm xít soát là tầm gần 200 triệu chứ không nhỏ đâu các bác ạ. Đấy, gần 200 triệu luôn. Và đặc biệt cái con 2022 này thì các bác mới lăn bánh được gần 1 năm thì là cái xe của nó thì cũng còn rất là đẹp thôi các bác nhá. Đấy, mới lắm các bác nhá, con xe rất là mới luôn, một chủ từ đầu biển Hải Dương nhà em luôn. Thế hệ đèn mới thì các bác nhìn đây. Đấy, nó rất là nhiều những cái mà LED 3D lỗi khối, rồi là nhìn nó rất là sâu luôn, nói chung là đẹp các bác ạ. Thực sự là thiết kế những chiếc xe Hàn thì càng ngày là càng đẹp, và cái ngôn ngữ thiết kế luôn luôn là dựa theo những cái mẫu xe sang. Này các bác này, cái đèn của nó này rất là đẹp luôn, bản 2.0 máy dầu. 2.0 máy dầu thì con này nó ăn cực ít luôn các bác nhá. Tính năng công nghệ thì miên man. Đấy, tính năng công nghệ miên man luôn, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, con này sơn zin gần như cả xe các bác, sơn zin gần như cả xe luôn, nó mới lắm các bác nhá. Đấy, từ những cái ly lông nhé, nhiều khi là các bác còn chưa bóc đây các bác này.
ni lông vẫn còn nguyên các bác nhé. Bên trong này cũng vậy này, ni lông vẫn còn nguyên chưa bóc. Nội thất như mới luôn, vô lăng các cái như mới. Đây các bác này, 2022 các bác nhé, mới keng luôn. Này các bác nhìn vô lăng này, như mới luôn. Nói chung là con này xe mới như thế nào thì nó gần như vậy thôi các bác. Có chăng là các bác là đang được lợi cái là bác khấu hao của bác chủ đầu tiên là cho các bác nhà mình. Đấy, khấu hao hết rồi. Đấy, nên là các bác mua con này là các bác đi là không lỗ bao nhiêu nữa. Đấy, khấu hao rất là nhiều rồi. Đấy, con xe rất mới luôn. Con này đằng sau nó cũng có sạc này các bác này. Đằng sau hai cổng sạc liền luôn. Ở phía bên này thì nó lại còn có cả những hình như cái loa trầm với là cái âm ly gì đây các bác này. Đấy, loa trầm với cái gì đây. Đấy, em sợ lật carbon cho bác xem cái máy này. Con này thì rất mới luôn. Đây các bác này, máy con này của em thì xe mới như thế nào thì nó là như vậy các bác ạ. Máy dầu, đấy, động cơ Smart Trim Turbo. Đấy, bác nhìn cho. Tất cả các cái nguyên zin nguyên bản như mới luôn. Đây các bác nhé, đài này. Đấy, ốc át này các bác này. Từng các con ốc của nhà sản xuất này vẫn còn nguyên này, chưa có tháo, chưa có vặn này nha các bác nhé. Ni lông đây các bác này, vẫn còn nguyên đây. Ốc át đây các bác này. Các bác mua xe này thì không khác gì là các bác đi mua một chiếc xe mới cả. Không khác gì các bác đi mua một chiếc xe mới. Các bác mua xe mới về các bác đi lăn bánh 1-2 tháng thì nó cũng là cũ thôi. Đấy, mà các bác lại mất gần 200 triệu nếu mà các bác không có nhu cầu các bác bán đi. Nhưng mà đây thì các bác nhà mình mua con này thì đương nhiên rồi, bác nào mà thích bóc tem, thích phá trinh thì đương nhiên là phải chịu thiệt thòi rồi. Đấy, chứ không phải là bóc tem mới phá trinh con người ta mà lại không mất gì đúng không ạ? Vâng, nói vui thì vậy thôi, nhưng mà thôi thực sự là đấy, nói chung là cái xe cũ thì là bác nào mà mua sau thì đương nhiên bao giờ cũng là được cái lợi nhiều nhất đấy. Mà đặc biệt là mua những chiếc xe siêu lướt đấy, thì là lại rất là được lợi ích. Đây các bác này, tại vì là thực ra là nhiều bác là có khi là muốn mua xe mới, muốn mua xe cũ nhưng mà lại không gặp đấy, lúc ấy chưa có đấy. Nó phải là nhiều khi cái xe cũ lại phải là gặp người bán cơ các bác ạ, chứ không phải là cứ thích là mua được đấy, mà nó lại là phải là gặp người bán thì là mới mua được các bác ạ. Nói chung còn con này là nó tất cả là nguyên zin nguyên bản hết như mới các bác nhé. Đây các bác cứ nhìn đây, xe mới như thế nào thì con này của em nó là vậy thôi các bác ạ. Đấy, nó chỉ khác là lăn bánh rồi thế là lỗ gần 200 cho các bác đấy. Thế là bác nào mua được là quá ngon luôn, tại vì nó rất là mới đây. Các bác cứ nhìn em quay như này đây, nó không khác gì mới các bác nhá. Không khác gì mới, xin thưa các bác. Máy móc như này, tất cả các cái ốc ác còn nguyên, tất cả mọi cái đều rất là mới như trong hãng các bác nhá, mới như trong hãng luôn. Đây, các bác này. Đó. Vâng. Mới đét đen đẹp luôn. Động cơ Smart Trim máy mới rồi các bác nhá. Đó, vâng. Nói chung là cái thế hệ mới này thì là nó là ưu việt nhất của Hyundai rồi các bác ạ. Ưu việt nhất luôn của Hyundai Tucson rồi. Đời cao nhất rồi. Cam 360 độ rồi, tất cả các tính năng an toàn nó là full hết luôn. Đèn LED này các bác này. Cái đèn đời mới cũng rất là đẹp. Đời mới rất là đẹp luôn. Toàn đèn LED hết rồi. Đây là bản này các bác nhé, này, bản này các bác này. Còn đèn đó thì nó rất mới, con xe này các bác cứ hình dung là sơn zin là gần như cả xe các bác nhé. Thì các bác hình dung ra cái xe của em Khương nó như thế nào rồi. Phần vỏ nhất trắng đét luôn, tất cả mọi cái luôn. Bác nào mà định mua xe mới mà gặp được con này thì rất là ok luôn.
không có gì để phải nghĩ luôn. Vành bánh tất cả mọi cái không có bị xước sát gì đâu ạ. Vành bánh rất đẹp. Con này là cảnh báo va chạm ở trên gương hết rồi các bác nhá. Nó tính năng an toàn của nó thì là nó là rất là nhiều rồi các bác. Công nghệ mới nhất bây giờ mà. Âm thanh thì hay, loa bâu. Rồi đi thì rất là tiết kiệm dầu, nó không tốn như là những cái thế hệ cũ. Càng thế hệ mới nó lại càng ưu việt. Đời mới bây giờ những cái gạt mưa nó cũng được giấu trên này rồi. Gạt mưa nó giấu trên này, nó không còn lộ ra như là cái thế hệ cũ nữa rồi. Và cốp thì là cốp điện nha các bác nhá. Cốp điện luôn. Tất cả mọi cái là đều là như mới luôn các bác nhé. Đây các bác này, tem mác này, vẫn còn nguyên ni lông này các bác này. Đây, vẫn nguyên ni lông nhà sản xuất này. Cốp kiếc kích kiếc là vẫn còn nguyên hết các bác nhé. Xe vẫn bản nguyên này các bác này. Tất cả các cái là vẫn còn nguyên hết luôn. Cốp điện. Cái con thế hệ mới này chạy nó hay lắm các bác, tính năng an toàn nó rất là cao. Nếu mà các bác mà đang lùi ấy mà phát hiện cái xe đỗ đằng sau là nó dừng lại luôn, tự động nó phanh luôn. Các bác nhà mình không lo là bị hút vào cái chướng ngại vật mà khi chưa quan sát được đâu ạ. Ghế viết tất cả mọi cái rất mới các bác nhá. Xe 2022 mà các bác. Đấy, tất cả mọi cái này rất là mới rồi. Thực sự rất là đẹp các bạn. Càng đời mới bây giờ xe nó càng ưu việt, nó càng đẹp. Máy dầu thì lại lỏ êm như là máy xăng. Đấy, mà lại rất là tiết kiệm. Con máy dầu thì nó là cái bản đắt nhất rồi các bác ạ. Sơn biết đây các bác nhìn này, nó còn bóng dáng như mới luôn. Đó. Ghế bên này thì là chỉnh điện rồi các bác ạ. Các cái rất mới các bác ạ. Các bác nhìn, cứ nhìn thấy em Khương quay cái máy đấy. Máy mới đẹp luôn. Ghế kia tất cả mọi cái cũng vậy. Nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Phanh tay điện tử này, auto hold này, nói chung là công nghệ thì nó là miên man rồi ạ. Công nghệ con này thì nó là ngập tràn rồi. Tất cả mọi cái vô lăng vô yếc mới tinh luôn, rất mới luôn. Thực ra cái con xe này thì nó cũng chả có gì để phải suy nghĩ nữa các bác. Đây em quay cho bác để các bác xem cái kiểu dáng thôi. Này các bác này, tất cả thân vỏ thì các bác bỏ sơn zin gần như cả xe mà các bác. Đấy. Và riêng những chiếc xe lướt này, đương nhiên là bán ra sẽ được em Cương cam kết với các bác là không đâm sô, không tai nạn, không ngập nước, máy móc tất cả các cái nguyên zin nguyên bản, bao check test toàn quốc cho bác nhà mình, các bác nhá. Xe rất đẹp luôn, mới keng luôn, các bác nhá, mới keng luôn. Quay cho bác xem cái bên lái nốt đây cho bác xem này. Từ nước sơn bên trong đều rất mới. Đây các bác này. Nét như soli luôn các bác nhé. Để lái đây các bác này. Lét căng như mới luôn, càng đét luôn. Vâng, thì bác nào mà đang có nhu cầu mua một chiếc xe tút sơn mới đấy, hoặc là bác nào có tài chính loanh quanh tầm 900 triệu thì em nghĩ là con tút sơn máy dầu này thì nó là một chiếc xe mà rất là đẹp, không có gì để phải bàn cãi suy nghĩ cả đấy, thì bác nào quan tâm yêu thích thì alo cho em
theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.